con Ragas này sẽ là làm nền. Có nhiều khả năng có thể là lên luôn cả theo hướng nó nghĩa lên chống chịu cũng được. Có hai lựa chọn, lên CV sát thương lên chống chịu, nhưng tôi nghĩ có thể lên chống chịu để có thể ba hỗ trợ đánh với hai xạ thủ. CV là lựa chọn đến từ Gubayoshi ở cái lựa chọn cuối cùng mà T1 họ chốt lại với đội hình 2 carry. Azir và CV thì rõ ràng là lên game rất mạnh đến từ bên phía T1 rồi, và khả năng dọn dẹp quái vật của họ nữa. Ván thi đấu đầu tiên, trận đấu giữa KT Roster và T1 trong khuôn khổ playoff vòng 2 của LCK mùa hè 2023 đã chính thức bắt đầu. Đây là trận đấu trong khuôn khổ của giải đấu được nắm giữ bản quyền của BoxBox, và rất hy vọng rằng các bạn sẽ tham gia ủng hộ kênh phát sóng chính thức của LCK tiếng Việt ở nền tảng online để các bạn có thể nhận được những phần quà hiện vật đàng hoàng, hiện kim để có thể sử dụng gì cũng được. Trong khi đó thì BDN ta có bước chân thần tốc, anh sẽ có khả năng hồi phục. Còn Kurt sẽ có mặt ở cánh trên để ngăn chặn pha chặn lĩnh của Zed, người đang ở một lượng máu rất thấp, cắm mắt qua tường để có thể nhảy. Và Zed sẽ tạm thời lui ra. Góc di chuyển này thì Kurt sẽ khó mà có tốc độ để có thể bắt được Zed trong pha này. Anh ta quyết định lên ngựa tốc biến luôn. Pha đầu tư đến từ Kurt. Anh ta có bùa đỏ gây sát thương giữ chân liên tục, và BDD đang di chuyển dần vào. Zed biết điều đó cho anh ta đang phải né lên phía mé trên, nhưng BDD tiếp tục di chuyển về phía mé trên để có thể chặn đường. Có Honor ở đây để có thể hỗ trợ cho đồng đội của mình. Quyết định từ bên phía của BDD là nhảy vào, nhưng Honor đã ngăn chặn rất tốt pha nhảy của con Tristana này. Nhưng Honor thì sao đây? Honor cũng đã phải mất tốc biến. Một tình huống đổi hai phép tốc biến lấy một đến từ bên phía của KT Roster, nhưng họ có thể có được nhiều thứ hơn khi đây là lính tràn trụ của Kin và Lehen ra giữ trụ ở khu vực đường giữa, khiến cho Faker chắc chắn sẽ không có được bất cứ một lượng giáp trụ nào cả, và bộ đôi của T1 đang gặp khó ở cái trên. Họ có một cái tốc biến, rất là người còn tốc biến. Pha băng trụ của KT được xử lý rất nhẹ nhàng, điểm hạ gục đầu tiên cho Kin, sau đó là BDD có mạng 2-0 cho KT. BDD có khoảng trống, con rồng này miễn phí. Rõ ràng rồi, đây đang là sức ép đi đường rất là khủng khiếp đến từ đường giữa của KT Roster trước con Azir của Faker. Chúng ta đã nói rồi mà, trước cấp 6 thì Faker anh ta sẽ gần như không thể làm được gì cả trước những cái pha dậm nhảy tên lửa của BD để gây sức ép liên tục. Và với việc là đường giữa đang là đẩy đường tốt hơn đến từ BD, đường dưới cũng đang là đẩy đường tốt hơn, thì nhưng Faker đang cũng muốn phân chia thiên hạ, đẩy một người về. Cớt không có tốc biến và khả năng cao anh ta sẽ nằm xuống trong pha này. Quan trọng mạng có được nhường cho Faker hay không, mạng được nhường dành cho đường giữa của T1. Looks like he's gonna think better of it here. I think this is probably the right call. He's skating in. We're trying to kill him. Okay, there's on the hunt. Gumiushi is gonna spell shield. He gets no value from it. Flashes out. There's the flash to follow. His aiming really wants to pick this one up. Not enough burst fire. And he will get out. Now, aiming can't get to this fight still though, so KT are gonna have to win this one decisively. Yeah, 4v4, Glacial Prison is gonna connect as Lehens does get out of there. Carrier charms them up. Is now BDD trying to get aggressive. Cuz dives in, finds three with the Magna Storm, but it's still Zeus that grabs one of the kills. BDD locks one down. Emperor's Divide is going to land as BDD is going to get out of it. There's the flash, avoids the grand entrance, and this Tristana is an absolute problem. Still, Carrier is going to kind of outplay him there a little bit, as the explosive charge ain't quite going to be enough. I still don't know whether he can get out, but he will. The cast comes through as okay. Faker, I think, may be dead, as Cuz is going to turn up as well. Okay. Faker's last auto attack there from BDD. That doesn't have a support bottom side. He's in mid, so the numbers advantage is not really yours. Faker is just going to get caught here by Hex flashing Lehens. Lehens just will make plays everywhere on the map. That's why he picked up MVP, and Faker with no defensive sums. Take there. Two? As okay. A Magnus Storm is going to be here, so it's two versus one. So very different scenario, and Aiming is going to collect himself his first kill. I can't even keep up with how much KT are running circles around T1 right now in this game. Four kills for the Tristana early. They set up the Zeri bottom side a second time, and with no flash for Guma still, he is, like Faker was before him, another target, another sitting duck here. And it's just like this goon squad here that Cuz is running for KT, just running around the map, constantly finding picks. And T1 are just trying to farm. They're just trying to exist. And Cuz says no. Yeah. And he just walks left here. They extend up being able to slow him. Caught by the Magnet Storm. No outplay available. Nothing you could do as a Sipper here. Slams and stuff like that. The crown, I feel like, is not super great here. Well, we'll see how it does at this particular moment. Emperor's Divide is going to throw Cuz away. He's going to flash, and now Faker, he's looking for Cuz. The crashdown is going to give him the shield, and now BDD is dancing after the rest of T1. A beautiful cask, and Keen is going to deliver the boar to Aiming. He's going to collect that one, and they're not even able to trade for the turret because the teleport will immediately come down. T1 sẽ thiếu người để phòng ngự, họ sẽ bị đẩy ở cả đường giữa lẫn đường dưới. Kin lao vào, lấy đi lá chắn phép, họ quay ngược lại tấn công, nhưng lượng sát thương quá nhiều. Guma không kịp làm gì cả, và bây giờ thì bê về thôi chứ đánh gì nữa, không còn xạ thủ nữa rồi.
T1 có được giải pháp ở trong cái pha vừa rồi với tình huống di chuyển trước đến từ Kyria, nhưng rõ ràng cái mục tiêu KT họ đánh rất là chuẩn nhá. Họ đẩy đứng giữa xong họ mới ra rồng. Họ bằng thủ đó. Đẩy đứng dưới xong họ mới ra rồng, chứ họ không ra rồng ngay. Đúng vậy. Và cái cách chơi chắc chắn này đến từ KT roster nó khiến cho T1 bây giờ Kyria vẫn đứng ở khu vực phía trên cửa hàng rồng, thì liệu anh ta có tạo ra một cái đột biến không gì đó dành cho T1 hay không? Anh ta đang muốn đánh một cái đường vòng rất xa, nhưng mà không có gì cả, vẫn sẽ là rồng cái tố thứ ba dành cho KT roster. Khi đã không còn xạ thủ nữa thì bạn có mở một pha đẹp như thế nào thì chắc chắn bạn không đủ sát thương, đặc biệt là trong tình huống mà bạn còn thua về trang bị nữa. Thì BDD sẽ di chuyển vào cái bụi này và Kyria đã bị phát hiện ra, ta đang cố gắng chạy, đã bị làm choáng, đã bị giữ chân lại, Faker cố gắng hỗ trợ và Armin đang lao tới, nhưng Tiêu Anh vẫn dắt được Kyria về. Rất khó. Rõ ràng là cái cách chơi chắc chắn đến từ KT roster. Như đã nói thì họ đánh rất là chuẩn nhá. Họ đẩy các khu đường ra, nhưng đây sẽ là tình huống đẩy ngược BDD về, có mạng shutdown được nhường dành cho Faker hoặc là Zeus thì sẽ là rất tuyệt vời, mạng dành cho T1 Zeus trong tình huống bắt lẻ vừa rồi ở vị trí của BDD. Và thực sự thì đang là một cái ngưỡng sức mạnh quá sớm đến từ phần đội hình bên phía KT roster. Chúng ta đang thấy ba chủ lực của KT có hai đồ, trong khi đó thì Faker và Umayoshi chưa hoàn thành xong trang bị thứ hai. Mở luôn à? Mở luôn. Đang đợi sát thương. Honor gặp nguy hiểm. Sát thương tới rồi. Thôi đi. Mất Baron luôn chắc chắn. Đây là một ván đấu quá dễ dàng dành cho KT. Họ thể hiện đúng sự vượt trội của đội đứng đầu bảng. Rất áp đảo đến từ KT roster, từ cái cách đi đường cho đến cái cách mà Lehen cũng như là cơ thực hiện những tình huống vây bắt. Và Zerg có gỡ được cái trụ này thì chẳng nữa, anh ta có sử dụng dịch chuyển quay trở lại, thì tôi tin rằng T1 họ đang muốn all in. Phần chiến thiên hạ đẩy rất đẹp đến từ vị trí của Faker, nhưng BD dùng dâm nhảy tên lửa thoát về. Đã có Baron dành cho bên phía của KT roster. Gubayoshi đang có khoảng trống cây sát thương, Aiming bị cô lập, Aiming dùng nhanh như điện qua tường, và KT roster không mất ai cả trong tình huống vây bắt vừa rồi đến từ T1. Và KT đánh rất chắc nhờ họ không tham vào các trụ bậc thềm của đối phương. Đúng vậy. Họ lấy toàn bộ trụ 2 ở khu vực đứng trên và khu vực đứng giữa, chỉ còn cái trụ thứ 2 khu vực đứng dưới mà thôi. Và đây sẽ là một nhịp bấm B trở về nhà, xài tiền đến từ KT, sau đó hướng ra con rồng linh hồn rồng lửa với con rồng thứ 4, rồi sau đó sẽ là tiếp tục cái trụ thứ 2 ở khu vực đứng dưới mà họ sắp sửa có được. Đây là cơ hội cuối cùng của Tiêu Anh, tôi nghĩ là như vậy. Với cái chênh lệch về tiền này mà còn cầm linh hồn rồng lửa nữa thì cửa lật dành cho T1 gần như là không có. Đội hình của họ cũng không phải là một cái combo combo. Với Azir và Rakan thì bạn có thể gây hiệu ứng, nhưng bạn sẽ thiếu sát thương để có thể dứt điểm. Đây là cơ hội cuối cùng, bắt buộc phải có được con rồng hoặc giao tranh quét sạch. Zed đang có ý định đứng phía trên. Đội hình của T1 đang tấn công con rồng này. KT đang từ từ di chuyển vào. Ghost đang đi lên một cách rất dũng mãnh. Bolaban đi vào khoảng không. Thì cơ hội nào dành cho T1 đây? Zed đang ở phía sau nhưng ta vẫn chưa tiếp cận được. Thùng rô đã được kích hoạt. Pha lao vào của Kyria, nhưng Armin đứng phía bên ngoài bật điện đặt đỉnh điểm chung với lại BD đang bắn. Quá khó khăn cho T1. Faker phân chia đỉnh hạ khá đẹp, nhưng Armin vẫn không mất một giọt máu nào. Xạ thủ của KT giữ vị trí đỉnh cao. T1 đã làm tất cả mọi thứ để hạ gục BDD, người không còn tốc biến nữa, nhưng bên phía của KT roster là đội hình hai xạ thủ, mất một người, họ còn người còn lại. Armin không bị động vào bất cứ một nhịp nào cả, anh ta bắn từ đầu đến cuối. Và pha quét sạch đến từ bên phía của KT roster mở ra tình huống kết thúc ván đấu. Họ không cần linh hồn rồng lửa nữa, mà sẽ là chiến thắng ở ván thi đấu đầu tiên dành cho Aiming và đồng đội. Pha lăn cầu tuyết không có bất kỳ một kẻ hở nào của KT roster. Rất khác với DK, họ cũng có được lợi thế ban đầu, nhưng sự khác biệt ở đây, đây là đội có phong độ cao nhất của LCK thời điểm hiện tại. 25 phút thi đấu ở trong ván đấu đầu tiên là tất cả những gì KT cần để có thể dứt điểm T1, và Aiming không một lần nằm xuống. 606 là Kirei đến từ xa phía của KT roster, và như đã nói rồi, T1 làm mọi thứ để hạ gục BD thì Aiming lên tiếng. Tôi không biết là PUG sẽ dành cho ai. Khó nha, khó. Thực đội sự hình, là rất khó. Đội hình của KT roster tất cả mọi vị trí đều đánh hay, từ Lehen cho đến Kin. Tôi sẽ bầu cho Kin, nếu mà cá nhân tôi sẽ bầu cho Kin. Những cái thùng rụ nổ của anh ta trong những pha giao tranh từ đầu cho đến cuối cực kỳ chất lượng, nó phá tan đội hình của T1 rất nhiều. Đồng ý. Chiến thắng rất áp đảo đến từ bên phía của KT roster, nhưng đây vẫn là BO5, vẫn sẽ còn hy vọng dành cho bên phía của T1 ở trong ván đấu thứ hai, khi mà họ sẽ được quyền chọn bên. Và chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong một chốc lát và hy vọng rằng đường truyền sẽ ổn định để chúng ta đến với ván đấu thứ hai một cách hấp dẫn hơn nữa. Varus dành cho Aiming, nhưng nhìn vào đội hình của T1 mà bạn pick Varus thì thực sự đây là một sự tự tin rất khủng khiếp đến từ Aiming nhờ. Đứng đội xa. Hình của đối phương là Nocturne. Đúng vậy. Có một khả năng nhấn thẳng chiêu cuối vào đầu của bạn. Một đội hình có Nico Rumble và cả Nautilus, khả năng mở giao tranh đến từ T1 ở một cái tầm rất là xa, nhưng Aiming quyết định lựa chọn một cái xạ thủ không có độ cơ động. Anh ta không có độ cơ động nhưng anh ta sẽ có khoảng cách. Anh ta không cần đứng quá gần đội hình đối phương, và anh ta sẽ đứng phía sau đội hình của KT. Chắc chắn là bạn có thể đứng kế bên Azir, và bạn sẽ đứng ngay cái một cái khoảng cách rất là xa phía sau lưng của Rakan.
Nhắc lại một chút với cái lựa chọn Varus thì thực ra KT roster cũng có cơ sở để có lựa chọn này, bởi vì họ đã có DPS ở vị trí đường giữa của BDD rồi. Và đó, họ có sát thương thêm đến từ Rayton nữa, thì đây có thể sẽ là một con Varus lên theo dạng là cấu rỉa đến từ vị trí của Aiming để ta làm mềm những cái mục tiêu lao vào nha. Nếu như những cú phát những cứ tình huống mũi tên xuyên phá đến từ Aiming mà nó trúng vào những cái mục tiêu lao vào như là Nocturne hay là Nico của Faker thì thực sự sẽ là những pha lao vào rất khó khăn dành cho đội hình của T1. Một đội hình bắt chủ lực đến từ T1 và đội hình có hai chủ lực đến từ KT roster. Để xem hai đội vận hành như thế nào ở ván thi đấu thứ hai này. Ván đi đấu thứ hai giữa KT roster và T1 đã chính thức bắt đầu khi mà tỷ số đang là 1-0 nghiêng về bên phía của KT, đội dẫn đầu bảng xếp hạng của LCK mùa hè 2023 sau khi vòng bảng kết thúc, và họ chỉ cần 24 phút để có thể dứt điểm T1 ở trong ván đấu đó. Nhưng đây là một ván đấu mà T1 họ sẽ có được một cái ưu thế cụ thể ở các đường đơn nha. Rumble là kèo đấu mà chắc chắn là Zeus anh ta lựa chọn sau, và anh ta có khả năng kiểm soát con Rayton đường trên của Kin. Và với việc là Rumble là vị tướng đẩy rất là nhanh và cái áp lực đẩy đường của anh ta sẽ giúp cho anh ta có những cái tình huống di chuyển rất là sớm, đặc biệt là cấp độ 6, thì cái khả năng phối hợp đến từ Zeus, Honor, Faker sẽ là rất nguy hiểm với phần đội hình bên phía của KT roster khi có những cái cú chiều cuối. Nhưng đang là một pha đứng dinh trước đến từ Lehen và Varus trong tay của Aiming, mưa tên thiên đỉnh kiếm nhưng không thành công, móc bỏ đeo quay trở lại trả đòn đến từ Keria, và khả năng cao Aiming phải tốc biến lao theo, và chiến công đầu sẽ được nhường dành cho Gumayusi. Hơi xui cho T1 đây là mạng quá sớm nha, nhưng vẫn là lợi thế dành cho bộ đôi của T1. Và rõ ràng ưu thế đang là thực sự rất lớn ở hai khu vực đường trên và khu vực đường dưới. Gumayusi đang tạo ra một cái khoảng cách lính là tương đối so với lại đối phương, và Honor thì đang thực sự rất là hiệu quả, và đặc biệt là anh ta tự tin trong những pha dập làng tốc biến luôn đến từ vị trí của Honor. Cớt khả năng cao phải mất tốc biến, anh ta quy vào người của Honor và điểm hạ gục với hai bùa dành cho Zeus. T1 đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn ở trong ván theo thứ hai này với sự chủ động ở tất cả mọi vị trí, và giờ đây họ đang thắng ở tất cả mọi vị trí với áp lực cực kỳ lớn. Faker mặc dù trao đổi cũng không phải là quá lời so với lại BDD, nhưng cái được ở đây của anh ta là đang đẩy đường liên tục để tạo khoảng trống ở đường dưới. KT quyết định mở vào Gumayusi nhưng họ không có đủ sát thương, thiên đỉnh kiếm lại bị né rồi, và Gumayusi vẫn thoải mái tung những lưỡi rìu của mình. Đây sẽ là một đợt lính đẩy vào và Guma sẽ chắc chắn là mất lính rồi. Nhưng Honor có mặt để có thể bảo kê dành cho Keria hứng đợt lính này, và sẽ không có bất cứ một giáp chủ nào dành cho bộ ba bên phía của KT roster cả. Thậm chí rồng họ cũng sẽ không thể ăn được khi tài nguyên đã hết. Còn mưa tên lửa được trải đến từ Zeus, anh ta đáng muốn có solo kill cánh trên khi Kin mới chỉ cấp 5 mà thôi. Và solo kill dành cho Zeus. Đây là tình huống có thể chấm dứt mọi hy vọng của Kin, tại vì anh ta không tốc biến, không dịch chuyển, và anh ta mất 3 đợt lính ở khu vực đường trên. Điểm kinh nghiệm của ta tụt chút xíu nữa có thể bị chênh lệch tới 2 cấp độ so với lại Zeus. Đường trên của T1 đã thắng một cách triệt để. Thực sự là một cuộc lột xác đến từ T1 sau ván đầu tiên, khi mà họ pick một đội hình có ưu thế đi đường, và họ đang làm rất triệt để với ưu thế đi đường. Chúng ta đang được nhìn thấy một màu xanh lét ở trong ván đấu này khi T1 chuyển sang bên phía của đội 1. Và đây chúng ta cùng nhìn pha lên cấp 6 trước đến từ Zeus. Một đợt lính rất lớn tràn vào chủ Kin mới chỉ cấp 5 và thôi. Và trước tình huống này thì anh ta thua 20 chỉ số quái vật. Và sau pha này thì anh ta thua 30 chỉ số quái vật so với lại con Rumble của Zeus. Vậy thì hy vọng của KT nó sẽ không còn nằm ở cánh trên nữa rồi. Nó sẽ phải nằm ở khu vực nửa dưới bản đồ. Nhưng giờ đây khi mà con Nocturne này chuẩn bị đạt được cấp độ 6, khả năng hỗ trợ ở tầm xa của Honor sẽ rất tốt. Và pha di chuyển của Kurs, anh ta sợ rằng là sẽ có một pha tấn công tiếp để khiến cho Kin nằm xuống lần nữa, cho ta đứng sau lưng của Kin để bấm B về để đồng đội của mình được an toàn. Thì nó sẽ là khoảng trống để cho Honor có thể ăn con rồng đầu tiên của ván đấu này, là con rồng lửa, một cách dễ dàng. Thực sự là những cái report, những cái rút kinh nghiệm đến từ ban huấn luyện của T1 là rất hiệu quả để họ comeback cực kỳ mạnh ở trong ván đấu này, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại với những chất tướng đi được mạnh hơn. Thêm một lần nữa, hay nói chính xác hơn là một lần và mãi mãi cho ván đấu này, nếu như tổ chức được một pha tấn công băng trụ thành công, bởi vì Kurs vẫn đang rất bận bịu để cố gắng tìm kiếm cái bô la băng của mình, trong khi đó Honor đã có cái công tắc. Tôi nghĩ đây là lúc mà KT roster sẽ phải thể hiện được cái bản lĩnh của mình nha, nhưng để xem bản lĩnh của họ đến đâu ở trong ván đấu này, khi mà Kin hùi bật luôn thần cá sấu rồi không thể nào giữ được chiều cuối, và bắn mưa tên lửa sấy quá đau đến từ Zeus, và điểm hạ gục dành cho Honor. Cái combo này nó ác lắm. Nếu như mà nằm xuống thêm một lần nữa thì tôi tin rằng là Zeus sẽ thực sự thành thành một con quái vật ở trong ván đấu này. Keria cũng đang di chuyển lên trên, và nên nhớ rằng T1 chưa hồi lại hoang tưởng nha. Pha bắt choáng rất nhanh với Bulabang và Zeus gặp nguy hiểm, không có tốc biến nữa. Zeus chuẩn bị quá nhiệt. Zeus chuẩn bị nằm nhưng anh ta một chấm máu lui về, chưa phải nằm xuống thiêu đốt, không đủ sát thương đến từ Lehen, và pha
có vẻ như là dập lửa không thành công rồi. Không được, lửa nó vẫn còn đang nhen nhóm một tí. Zed đang chờ đợi cái mũi tên lửa của mình hồi lại trong khi đó Kira đã tiếp cận. Tuy nhiên, Honor gặp nguy hiểm bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy. Đội hình của KT đang cắm rất sâu khu vực đường trên và pha solo kill Kira. À có sát thương hỗ trợ đến từ Zed. Faker đang cố gắng di chuyển để có thể chặn đường về của Kurt. Kurt không tốc biến, không bola băng. Anh ta về bằng đường nào đây, xoắn trói đang giữ chân Kin lại. Kira đang vào vị trí, móc Monel thành công. Con cá sấu này gặp nguy hiểm, nổ hoa được bung ra trúng hai thành viên của KT. Và Curse đã nằm xuống, Kin đang cố gắng có điểm hạ gục nhưng không được rồi, Faker đã tốc biến nhưng Kira là người phải nằm lại. Còn mưa tên lửa của Zed vẫn chưa hồi lại. Và sẽ không có bất cứ một nguy hiểm nào dành cho cánh dưới của T1 cả khi họ đã biết thông tin của đối phương ở đây. Một pha thả sứ giả đến từ Honor và sẽ là cố gắng chở sứ giả hút vào trụ một, nhưng đây là ba người của KT Roster và E trên con sứ giả này sẽ hơi khó chạm trụ. Họ phải đẩy chứ không thể thả mà cứ để cho nó tự di chuyển được. Pha đẩy đặc lĩnh, sứ giả sẽ hút được vào trụ của KT Roster. Trong khi đó thì đội hình của T1 đang triển khai ở khu vực hang rồng. Họ là đội đã có được cái pha kiểm soát rồng móc mỏ neo. Faker đang đánh chung lại Kira, sát thương rất nhiều của Guma Yuxi. Và Lehen là người đang gặp nguy hiểm. Guma vẫn còn rất nhiều máu. Lehen đang cố gắng chạy. Guma quay lại với đồng đội của mình. Honor đang đánh liên tục vào người của BDD. Và BDD không có đường về. Anh ta làm một pha chữ U rất tốt để có thể thoát đi. Nhưng người nằm lại là Kin và Curse. Guma Yuxi có một mạng để xả cái nội tại mà anh ta tích với 112 chỉ số lính nhỉ. Đây là một bước tiến rất lớn dành cho T1 và tôi đang rất muốn nhìn cái lượng nội tại đến từ YOC vừa được giải phóng là bao nhiêu tiền cộng thêm dành cho anh ta với cái mạng thứ hai vừa rồi mà anh ta có được là 2.000 tiền tổng ở thời điểm hiện tại mà Guma sở hữu trong người, và chắc chắn rồi anh ta sẽ có được trang bị lớn đầu tiên với cái tam hợp ở lần bấm B về nhà này, và dòng nguyên tố thứ hai cũng dành cho T1 luôn. Tiền tranh của T1 ở thời điểm hiện tại trước KT Roster đang đến ở gần như tất cả các vị trí, và vị trí nhiều nhất tôi tin sẽ là Josh và Guma YOC. Thì pha này Guma không có tốc biến, và liệu KT có muốn thử không? Họ không muốn thử rồi. Nếu như bây giờ họ tiếp tục vào pha giao tranh, nhưng từ từ đã Guma Yuxi bị đẩy về, không có tốc biến đến từ Guma, dính quá nhiều hiệu ứng. Guma kịp bùng lốc xoáy tử vong trước khi bạch tam lên bảng điểm số, và Thái Dương hạ sát. Honor là người đi theo với cú double kill dành cho A-Ming. Pha đứng dình để KT bắt lẻ thành công hai người của đối phương. Bên phía của KT đã khai thác được Guma Yuxi, nhưng tôi nghĩ rằng bước lùi vừa rồi, bước lùi của T1 sẽ không phải lớn, nhưng đó là bước tiến lớn của KT nhiều hơn, tại vì họ đã đẩy được hai mạng cho một trong hai carry của mình ở trong ván đấu này. Đó là Amin để có thể đảm bảo được họ có được lượng sát thương ở giai đoạn giữa của ván đấu này. Nhưng mà chuyển lên trên để bỏ rồng, bỏ rồng không đánh được. Như vậy là KT nghĩ rằng là con rồng gió này thì họ có thể chấp nhận để cho T1 tăng tiến về mặt sức mạnh sau khi họ có được dòng 3 và gần hơn với linh hồn dòng gió. Còn Kim thì sẽ muốn hồi phục lại một chút, anh ta sẽ có được cái trụ này. Với tốc độ di chuyển ở thời điểm hiện tại thì có vẻ như là Kira sẽ không đủ để lên cánh trên, và sẽ có một pha kích tiền thưởng mục tiêu dành cho đường trên của KT, hạn chế bớt cái thiệt hại mà KT đang phải nhận ở thời điểm hiện tại. Họ đang phải làm mọi cách để có thể, tôi nghĩ rằng nếu như đồng ý là cái con rồng này sẽ không phải tăng tiến. Từ Honor có thể vào vị trí rồi đó. Honor chắc chắn là có hoặc tưởng, và Kin đẩy quá cao. Ủa anh sao? Ta gặp nguy hiểm, bật thân cá sấu ăn móc mỏ neo dính thiêu đốt, và rõ ràng vũ điệu cá sấu hồi phục lại sẽ không là bao nhiêu cả. Truy phản kích thậm chí mớm cho rớt ăn mạng. À, chưa kìa đến từ bộ bào thì quan những cánh dưới thì Faker gặp nguy hiểm, hai người vây một. Faker cố gắng dùng đổ hoa trong trụ, anh ta đổ hoa không trúng ai cả và để ba cục dành cho BDD. Và với lượng sát thương hiện tại của đội hình T1 thì họ có tốc độ giải quyết Baron rất là nhanh. Chỉ là tôi không nghĩ rằng KT sẽ dễ dàng để cho T1 có thể có được điều đó. KT vẫn luôn giữ tầm nhìn ở khu vực hang Baron. Con mắt mà họ cắm ở trong hang Baron đang bị vô hiệu hóa bởi mắt kiểm soát của T1. T1 thử đam nè. Thực ra thì họ có rất là nhiều sát thương và thấu kính đúng lúc luôn. Và bên phía của KT Roster có được thông tin và để xem là họ sẽ ra tình huống này như thế nào. Thử thôi. Sau đó thì tìm cách đánh, đã đánh được. Mưa tên lửa rải nhưng nó chưa thực sự đẹp lắm. Đã một cái tình huống hút tung, nổ hoa kích hoạt có lại tắt đèn và không có cơ hội nào cho KT cả. BDD đã nằm xuống, anh ta còn tốc biến. Amin đứng từ phía xa dương cung lên, anh ta bắn đã có được điểm Agung. Thân cá sấu vẫn quẩy được, nhưng sau đó KT đã phải chạy. Guma lại có mạng. Lehen đứng phía bên kia tường, anh ta không dám mở một lần nữa. Pha trao đổi này không quá tệ cho KT ở trong thế thua, nhưng họ có 2-2. Vẫn đang có được ưu thế. Nhắc lại một lần nữa, T1 họ vẫn đang có một ưu thế rất lớn với lượng tiền chênh lệch ở thời điểm hiện tại, mà quan trọng là Guma Yuxi đã có được huyết kiếm ở trang bị thứ 3, và đây sẽ là pha make play đến từ vị trí của Faker. Nhưng có đồng hồ, hai đồng hồ đến từ bên phía của KT Roster, và họ phản ứng ngược trở lại với tình huống băng vào Nico trong tay. Faker đã phải lên bảng điểm số, Honor chỉ có thể chạy mà thôi. Còn bên này thì Guma Yuxi đang thoải mái ném dìu. Kin băng thẳng vào nhưng Kin không có đủ lựa chống chịu. BDD cũng như là Lehen cũng tương tự là như vậy, bắt buộc phải dùng cho mình tình huống phân chia thiên hạ, nhưng BDD chỉ có thể lùi về mà thôi. Trong khi đó là ba mạng dành cho bên phía của T1, họ đổi một mạng của Faker, lấy ba điểm hạ gục của đối phương, và đây có thể sẽ là pha Baron luôn dành cho T1.
KT không còn công cụ để cạnh tranh Baron nữa, họ chỉ có thể gỡ gạc bằng cách đưa hai thành viên của mình chạy về phía hang rồng để có được một cái tiền thưởng mục tiêu và ngăn chặn linh hồn rồng gió sớm của T1. Kira đang di chuyển tới và KT biết, cho nên họ cũng không thể nào ăn rồng được. Kira đã tới nơi rồi, T1 không mất rồng. Tin vui duy nhất mà tôi có thể tìm được cho KT roster là ở trong pha giao tranh tiếp theo thì Gumayusi sẽ không có tốc biến, nhưng mà anh ta sẽ có đủ tiền để cầm trên người một cái đồng hồ ngưng động. Và tôi nghĩ rằng tại vì cái nhịp đẩy Baron này của T1 thì họ sẽ lấy những cái trụ ngoài, cụ thể là những cái trụ 2. Cho nên là tới thời điểm mà cần phải tiến vào những cái trụ 3 của KT thì lúc đó cái tốc biến của Gumayusi có thể đã hồi lại rồi. Tại vì vụ lợi Baron của T1 còn tới 1 phút 50 giây nữa lực. Đang kích được 2100 Baron power play, nhưng Kin thì vẫn là Kin thôi. Anh ta hiểu được rằng bây giờ anh ta có đi chung với đồng đội thì anh ta cũng sẽ rất yếu ớt và anh ta cần phải hồi lại với lượng kinh tế đến từ những cái pha kích tiền thưởng mục tiêu. Sẽ là cái trụ thứ hai ở khu vực đường trên dành cho Kin. Mặc dù là T1 đang có bộ lại Baron nha. Họ hạn chế bớt cái lượng tiền đến từ Baron power play của T1, nhưng chỉ là hạn chế mà thôi, chứ không ngăn chặn được. Mưa tên lửa khiến cho KT đang phải chạy về, nhưng Faker đã tiếp cận được và ta làm choáng ba người. Chẳng còn hy vọng nào nữa cho KT roster trong pha này rồi. Và thậm chí T1 có thể đẩy thẳng vào khu vực đường dưới. Đội hình phòng ngự của KT hiện tại là con cá sấu 1-6 của Kin và một con COD không có bất kỳ một tác dụng nào của Curse. Tốc độ dứt điểm ván đấu của T1 không hề kém cạnh bao nhiêu so với KT roster cả. Đây mới chỉ là phút 26 và T1 đã bắt đầu gõ cửa nhà chính của một mòn nèo hụt khá xa của Kira. Polaban tung ra, nỗ lực trong tuyệt vọng của Kin cắt và sát chạy về, nhưng ta đã bị thiêu cháy một lần nữa. Curse là người cuối cùng còn sống sót, nhưng trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên và bản thân Curse cũng không chịu nổi áp lực từ 4-5 thành viên của T1. Sự hồi sinh của Lehen là quá muộn màng, tỷ số được cân bằng một đều cho T1. Có lời khen với tình huống lì lợm của KT roster, nhưng như vậy là không đủ một pha mà Faker make play quá tốt với tình huống tốc biến đổ hòa chung ba người và tiên đe để Gumayusi với một con Raven gần 4 món trang bị ở vào khoảng phút thứ 25. Anh ta tốc biến lên và anh ta ném tất cả những cái gì trước mặt của anh ta. Pha quét 3 người và trong đó có 2 carry của KT roster thì không có bất cứ một cơ hội nào để KT phòng ngự nữa. Chiến thắng ở ván đấu thứ 2 và chúng ta đang có một cặp trận BO5 rất hấp dẫn khi ở 2 ván đấu là thế trận ngược hoàn toàn đến từ T1 và KT. T1 có tới 3 công cụ để đẩy đối phương ra. Họ biết rằng đội hình của KT muốn tràn vào và T1 sẽ từ chối tất cả những nỗ lực lao vào của KT. Một Sante đứng trên đối đầu với kèo Jax của Kin, một kèo đối đầu mà chúng ta thấy được rất là nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Thực ra thì kèo này Jax hoàn toàn không ngán Sante một chút nào cả, kể cả là có chắc ở dạng hơn. Đó, cả dạng chống chịu hay là dạng khô máu thì cái lượng sát thương của Kin vẫn sẽ được đảm bảo ở trong những tình huống 1-1 và thậm chí là trong những pha giao tranh tổng nữa. Nhưng như đã nói, đội hình của T1 họ đang muốn đẩy đối phương ra, họ không muốn có những cái pha sổ vào đến từ Nico với tốc biến đổ hoa, với Nocturne tắt đèn hoàng tưởng, với cả Galio với những tình huống siêu hùng dáng thế sau khi mà Nocturne chọn được mục tiêu nữa. Combo thực sự rất ghê đến từ bên phía của KT roster và tôi nghĩ rằng cái lựa chọn Lucian này tự nhiên nó lại hợp lý. Thì nó sẽ khiến cho chúng ta rất là khó dự đoán là liệu hai đội sẽ đánh nhanh hay là đánh cực kỳ an toàn để hạn chế tối đa việc mình phạm sai lầm để rồi đối phương là cổ tuyết. Nhưng nhìn vào chất đội hình này thì ván này thì lại là một cái ván đấu mà KT roster có được ưu thế ở các khu vực đường nha. Chúng ta nói cái đấu đường trên Jax sẽ lợi thế hơn một chút so với Sante. Đồng ý. Rồi Nico nãy chúng ta thấy được Faker đẩy đường rất sát vào trụ của BD và khiến cho cái lượng máu của BD luôn ở một trạng thái rất là báo động. Thì đây sẽ là một cái điểm cộng rất là lớn dành cho bên phía của KT roster ở trong ván đấu này so với ván đấu thứ hai. Và để xem diễn tiến của ván đấu thứ 3 trong cặp trận giữa T1 và KT roster nó sẽ diễn ra theo chiều hướng như thế nào. Sau khi chúng ta trải qua hai ván đấu thì đây sẽ là ván đấu bản lề. Đội thắng cuộc trong ván đấu này sẽ vươn lên dẫn trước 2-1 trong cặp BO5 và sẽ có một chút xíu lợi thế về mặt tâm lý ở trong kèo đấu cũng khá là căng thẳng. Mà tôi nghĩ rằng ở thời điểm này thì cái kèo đấu này từ những chia sẻ của cả Hirai lẫn Tom thì độ căng thẳng của nó chưa đạt đến mức đỉnh điểm. Tại vì chúng ta đã bước vào giai đoạn nhánh thắng nhánh thua. Cái việc mà đẩy đường tốt đến từ KT roster ở khu vực đường giữa và khu vực đường trên nó đang tạo ra một con Nocturne rất nguy hiểm, mặc dù đây là con tướng cần farm để đạt cho mình được cấp độ 6 nha. Ta đúng là cần farm thật mà ta đang farm rất tốt. Bể về được rồi, góc khá là đẹp nhưng mà góc này có quá sai không? Pha solo kill sẽ không thể thành công bởi vì có pha can thiệp. Và rất vội. Con Nocturne siêu xanh khi mà đã lên cấp 6 và chắc chắn là đang tìm kiếm cơ hội để hỗ trợ một đường nào đó. Nhưng bởi vì cũng đang thắng khá nhiều đường cho nên là bên phía của KT sẽ có một cái mục tiêu dễ dàng hơn, không cần phải làm quá nhiều. Đó là con rồng miễn phí, đây sẽ là con rồng nước. Con rồng nước khởi đầu với khả năng đi đường được tăng cường đến từ bên phía của KT roster với lượng hồi phục của họ.
Cánh dưới này thì Aiming đang gặp một chút những cái vấn đề trước chất tướng Lucian và Alistar của Umayoshi và Kyria. Nhưng mà nếu như bạn pick Lucian mà chỉ có áp lực về chỉ số lính, mà lính chất trước cũng không nhiều như thế này, sẽ chưa phải là thành công đến từ bên phía của T1. Họ cần phải đẩy được nhiều tài nguyên hơn nữa dành cho con Lucian này trong tay của Umayoshi. Nhưng thời điểm hiện tại quá khó để đẩy tài nguyên cho Uma nha, bởi vì Faker đang bị đẩy và Honor thì đang thọt trong rừng. Như vậy là KT đang đợi, họ đang đợi thêm người nữa. Lehen vào tầm tốc biến, có luôn cho mình tình huống khiêu khích. Mọi thứ dồn vào Faker, phân triệt hạ tốc biến bỏ chạy từ Faker, dùng luôn cạn lưu động. Nổ hoa chỉ trúng hình như là hai người thì phải đến từ vị trí của BD, nhưng nó đủ để giữ chân Honor và đồng đội. Quá khó dành cho T1 trong tình huống này, họ vẫn bế được một người. Cut Miko lập cut nằm xuống, Faker ở bên trên thì cũng đã đi theo. Một đổi một đến từ đôi bên. Sứ giả vẫn chưa thuộc về bên nào cả trong tình huống giao tranh vừa rồi. Zed đang tiến vào, anh ta đang phải lui ra. Hất rất tốt từ Kyria và cú đấm đã không trúng, họ quay lại phản công. Nhưng Kin đang có khoảng trống, anh ta gõ nhưng chưa có xác thực dứt điểm. Kyria đang kẹt lại, vẫn còn tốc biến. T1 đang dắt díu nhau về đường. BD đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo của mình, nhưng anh ta cũng không thể nào tiếp cận được vào Honor. Kyria hút được vào lĩnh và pha xử lý kỹ năng của Kyria thực sự đã giúp cho T1 thành công trong pha giao tranh vừa rồi. Zed cũng rất ác ở trong pha PK vừa rồi cùng với lại bộ đôi bên phía của T1 nha. Ba người của T1 xử lý rất tốt trong pha vừa rồi để họ có thêm một điểm hạ gục nữa. KT là đội đã có con sứ giả đầu, bây giờ con xin lỗi bạn, con rồng đầu và con rồng thứ hai. Họ có cảm giác như đang lùi về. Tôi không biết là Lehan có quay trở lại kịp hay không, bởi vì rồng đã ra rồi mà Lehan đang bấm B về. T1 chưa mở rồng ngay, còn BD thì đang đi chết lên khu vực cánh trên một tí, nơi mà Kin có thể là cần một chút xíu sự hỗ trợ. Nhưng Zed cũng đã lui nhẹ về. Ở hang rồng vẫn đang khá là nóng nhưng mà chưa ai dám mở cả. Pha này thì KT roster họ không có tele, nhưng mà từ từ đã Faker có thể bị bắt lại trong pha này. Kurt có một tình huống quy thành công, tiếp tục là pháo hạt lấy máu của Faker. Họ muốn cấu máu của Faker để có áp lực hơn ở tình huống hang rồng, nhưng T1 đã mở rồng và oan rồng rất nhanh. Của lực thiên nhiên được thảy ra đến từ Honor và rồng nguyên tố cân bằng tỷ số về rồng dành cho T1. Đang chỉ dừng lại ở lượng farm đỉnh hơn mà thôi, và rõ ràng lượng tiền chúng ta có thể thấy được cái sự cân bằng đến từ ván đấu thứ 3 này. 24.500 cân chằn chặt đến từ KT roster và cả T1 nữa. Hoàng tưởng được bật, cánh dưới gặp nguy hiểm của MC, còn thanh tẩy, còn tốc biến trước đến từ Uba, thanh tẩy sau. Và Kurt có vẻ như là không đủ sát thương rồi, nhưng anh ta vẫn đang cố gắng sổ lên, có được cho mình đồng hồ ngưng đọng đến từ MC. Anh ta lướt về nhưng vẫn bị Aiming hạ gục. Pha đẩy về thêm trụ tốt đến từ vị trí của Kyria, mục tiêu là Aiming. Aiming đã nằm xuống với mạng dành cho hỗ trợ của T1 và Zed đang dịch chuyển xuống. Anh ta có thêm một mạng nữa và có thể sẽ là cú quét ba người dành cho T1 khi Lehen không còn gì để chạy được cả. Anh ta còn tốc biến, nhưng kể cả có là tốc biến thì vẫn sẽ là cú double kill dành cho Zed mà thôi. Truy cùng diệt tận đã giúp Gumayoshi tạo khoảng cách rất xa, và để có được điểm hạ gục đó, KT đã phải cắm quá sâu. Thậm chí là cái mạng bỏ lại đầu tiên là Aiming là bị trụ bắn. Zed có mặt ở khu vực đường dưới bằng một pha dịch chuyển để có thể đem về pha giao tranh thành công dành cho T1. Họ chính thức vươn lên dẫn trước ở trong cái ván đấu thứ 3 này. Một pha di chuyển lên khu vực đường trên để đón lính đến từ Faker để tránh việc Kin có khoảng trống để lấy trụ gỡ gạc sau tình hình thua vừa rồi đến từ bên phía của KT roster. Và chúng ta không nhìn đẩy rất cao từ Bayoshi, nhưng anh ta làm con Lucian có truy cùng diệt tận, có thanh tẩy, có tốc biến và xử lý gần như là hoàn hảo đến từ Uma pha này. Không chê Uma bất cứ một điểm nào trong pha này cả, thậm chí là anh ta còn dùng truy cùng diệt tận để ép thêm một cái tốc biến đến từ Aiming nữa. Aiming vào quá sâu và anh ta nằm lại, điểm hạ gục dành cho Kyria vào cú dịch chuyển đến từ Zed giúp cho anh ta cú double kill. Và đây sẽ là pha tấn công tiếp theo đến từ bộ ba bên phía của T1 lên cánh trên, mục tiêu lại là Kin. Kin đang bị tấn công bởi ba người, Kyria là người tanh trụ. Anh ta một chấm máu lui về và điểm hạ gục dành cho Maokai trong tay của Honor. Cùng ánh sáng bắn tới, liệu nó có trúng hay không đây? Nó không tìm được mục tiêu nào cả. Họ sẽ không có phân chia thiên hạ, nhưng họ vẫn đang tự tin tiến vào, tấn công vào Kurt. Người vẫn có thể di chuyển ra được. Con sứ giả không còn nhiều máu nữa, Kurt ở ngay phía trên với hạt không nổ. Anh ta vẫn ở đủ tầm, nhưng quyền lực thiên nhiên đã thả ra và con sứ giả chạy về hang. Kurt không thể nào tiếp cận được, anh ta vẫn đang cố gắng thử một lần nữa. Nhưng Faker đang đứng trước mặt con sứ giả. Sứ giả đã xong, nhưng Tiêu Anh không thể nào nhặt được nó. Và tất cả cùng phải dắt díu nhau về. Họ có quay ngược trở lại hay không? Cú Q3 của Zed không trúng ai cả. BDD bị hất tung ra thôi chứ không bị hất tung lên. Như vậy là không có một tình huống tấn công nào hết đến từ bên phía OK roster, mặc dù đèn đã tắt. Nếu như họ thả, cho cần thả đúng thôi chứ không cần phải làm gì đặc biệt cả. Như vậy là vẫn nhặt được mắt đúng không? Vẫn được, đúng rồi, Zed đi bộ vào. Zed đi bộ vào, nhặt được mắt sứ giả và ưu thế vẫn có dành cho T1 ở trong pha thi đấu đó. Và bây giờ thì T1 sẽ triển khai mục tiêu tiếp theo trên bản đồ, mục tiêu thứ tư. Và đây là con rồng miễn phí dành cho T1 rồi. BD đang ở tầm có thể dùng pháo hạt, nhưng anh ta rõ ràng là không có cửa với cú trừng phạt đến từ Honor. Honor đang có một ván đấu khá là tốt trong việc giúp cho T1 kiểm soát tầm nhìn và luôn có mặt ở những pha giao tranh quan trọng. KDA của anh ta nhìn cũng rất là đẹp. Cần phải có thêm người nếu như họ muốn ngăn chặn một cú hút vào cái trụ thứ hai. Chứ trụ một thì là mất rồi.
Họ muốn đổi rồi, họ muốn buông bỏ cái trụ này để họ lấy trụ đứng trên cho Kin, người đang có một cái thợ lính rất là lớn đẩy vào. Nhưng có dịch chuyển đến từ vị trí của Faker thì phải lên cánh trên. Anh ta dùng vật chia thiên hạ đẩy Kin về, ép luôn một cái đồng hồ đến từ Kin. Đây sẽ là pha đi bộ ra đến từ Kin mà thôi. Có vẻ như anh ta dùng đồng hồ hơi chắc cú quá và bỗng nhiên tạo ra một tình huống có thể bắt lẻ. Không còn trụ dựa lưng đến từ Kin nữa, và anh ta sẽ bị tấn công đến từ bộ đôi của T1. Ít nhất là như vậy, Kerea vào tầm để có thể hất tung. Một pha phản công không có làm choáng dựng trụ ra đến từ Faker, và chắc chắn tắt đèn sẽ không có là pha lao vào đến từ vị trí của Kurt. Kin như cá nằm trên thớt rồi, và anh ta sẽ nằm xuống với mạng được nhường dành cho Faker mà thôi. Nó là điểm hạ gục thứ 6 và ngay lập tức T1 ở gần khu vực hang Baron hơn họ Cone Baron ngay. Ôi, con Nocturne đã lộ diện ở cánh dưới. T1 họ sẽ không phải lo ngại về việc cạnh tranh trừng phạt. Họ đang cố gắng dứt điểm nhanh của Baron này trước khi mà Kurt kịp có mặt ở khu vực hang Baron. Miễn phí nhưng rồi, ta sẽ không thể nào có mặt kịp, bắt buộc phải lao vào đánh để may ra tìm một cơ hội nào đó giữ lại điểm hạ gục cho bên phía của KT. Nhưng họ chỉ tìm được một con bò có bất khuất mà thôi. T1 đã ăn xong Baron và họ đang lui. Billy lao lên, anh ta giữ chân được hai người. T1 quay lại phản công, họ tìm được Armin nhưng Zed liệu có đủ sát thương hay không? Anh ta không đủ, Lehen đã quay về hỗ trợ. Faker dứt điểm được BDD. Zed song song với một chấm máu, anh ta vẫn đang chạy về. KT cố gắng lao lên nhưng những pha rướn của KT có thể khiến họ gặp nguy hiểm. Kira đã phải hy sinh cho đồng đội của mình về. Armin dứt điểm được anh ta. Còn đội hình của T1 về được với 4 người. Mất quá nhiều trụ ngoài khiến cho KT hiện tại họ đang không thể nào kiểm soát tầm nhìn ở khu vực hang rồng, hang Baron được. Và giờ đây thì khoảng thời gian còn lại đủ để cho T1 ít nhất là dắt được cái đợt lính mà Faker đang cầm ở khu vực cánh trên đến tới trụ 2 ở đường trên của KT, và đó cũng là cái trụ ngoài cuối cùng. Lượng máu mà nó có cũng không nhiều lắm. BD lao lên, anh ta chỉ giữ chân được Faker không mà thôi biến. Và sát thương tràn vào không có, BD đã phải nằm xuống. Pha này thì T1 thoải mái đẩy vào khu vực cánh trên luôn khi mà KT chỉ còn lại 4 người. Pha đó thì Abin ở một cái cự ly rất xa, và kể cả là Lehen có dùng siêu giáng thế với tình huống đổ hoa chúng hai người thì tôi tin rằng sát thương đến từ bên phía KT roster cũng sẽ là không đủ. Giải pháp duy nhất mà KT có thể đưa ra là chấp nhận buông bỏ con rồng này, dù gì thì nó chưa phải là linh hồn. Armin liệu có thử sức vào cung ánh sáng hay không? Rất đang rất mạnh nhỉ. Đây là một ván đấu cung ánh sáng nhưng quý trừng phạt. Trừng phạt hơi ẩu nha. Honor có một pha trừng phạt chưa hết máu rồng nhưng vẫn là con rồng nguyên tố thứ tư và rồng 3 dành cho các thành viên bên phía T1, nên nhớ rằng đây là linh hồn rồng lửa. Và trong một cái tình huống giao tranh thì cái việc dù phát bán thần bí đến từ Amin cũng rất là quan trọng, nhưng anh ta phải cấu máu được bên phía của T1 trước đã, rồi sau đó đủ máu giao tranh thì mới lao vào với nổ hoa rồi với hoàng tưởng. Nhưng đây là tốc độ ăn Baron rất nhanh với Azir kết hợp với Lucian đến từ bên phía T1. Lấy tầm nhìn với hoàng tưởng. Cớt bắn thẳng vào, chưa đủ tầm để anh ta trừng phạt thì anh ta đã nằm xuống rồi. Lehen dùng siêu giác thế nhưng anh ta đang bị cô lập. Kin lao thẳng vào tình huống phản công nhưng Faker đẩy ra với phân chia thiên hạ và hai mạng với cú double kill dành cho Gumayushi. Và Kin bấm đồng hồ xong là cú đồng hồ chết của anh ta. Anh ta cố gắng kéo Faker theo, một chấm máu lên với Faker và khả năng cao thì Faker anh ta sẽ nằm trong pha này mà thôi. Nhưng vẫn là pha đổi lợi thế hơn dành cho T1. Họ lấy một đổi hai và họ vẫn sẽ có được con Baron thứ hai mà thôi. Zed hỗ trợ cho Kerea tấn công về Armin. Armin vẫn có thể dịch chuyển cuộc họng được nhưng Zed lao vào quá nhiều sát thương từ cơ sanh tê, và người có sát thương dứt điểm là Gumayushi với bùa lợi Baron. T1 đang muốn dứt điểm nhanh luôn ván theo thứ ba này. Kin đang phải tìm một góc để có thể bấm bê về một cách an toàn, nhưng liệu một mình anh ta thì có đủ sức hay không? Kết chuẩn bị hồi sinh lại nhưng đây là một con Nocturne không hề có đủ lượng trang bị để có thể cạnh tranh. T1 có thể đưa ra một quyết định an toàn là lấy nhà lính ở đường trên xong rồi lui về. Họ sẽ có một Vega nhưng Kerea dính cho mình khiêu khích. Honor cũng tương tự là như vậy. Kerea bắn thẳng vào tình huống hất tung và giúp cho đồng đội của mình rút lui. Vừa Kumayoshi có nhà lính nhưng đây sẽ là tín hiệu dịch chuyển quay trở lại đến từ vị trí của BD. Anh ta muốn có một pha phản công. Hoàng tưởng được bật đến từ cớt để câu giờ giúp cho BD cự ly để tung ra cú nổ hoa. Nhưng làm gì có nổ hoa, làm gì có nổ hoa đến từ Nico. Lehen cố gắng khiêu khích một người, rớt một chấm máu lui về, dính cho mình tình huống phản công không bị làm choáng. Faker tới kịp với cú dịch chuyển và pha phản công đến từ T1. BD không còn gì để chạy nữa cả. Và 2-3 mạng hạ gục dành cho T1. Họ sẽ có chiến thắng ở ván đấu thứ 3, ván đấu bản lề trong cặp trận BO5 này mà thôi. Armin phải làm được một điều thực sự khủng khiếp, nhưng những phát bắn của anh ta chỉ trúng vào lính mà thôi, không có bất kỳ sát thương nào gây ra vào đội hình của T1 cả. Trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên của KT đã bị phá hủy, nhưng T1 đang cân nhắc. Một số thành viên của họ đang khá thấp máu, họ đang phải chờ đợi được lính tiến vào một lần nữa. Phát bắn vừa rồi trúng vào Gumayushi, nhưng cái sự đe dọa đến từ Kirea đang khiến cho Armin phải đứng lui ra. T1 quyết định đi ra khu vực đường giữa, họ sẽ chơi an toàn để lấy hai cửa Mega rồi rút về. Không có khả năng chống cự,
có cái gì để dịch chuyển. Có một pha dịch chuyển, Kim sẽ từ phía sau lao tới, nhưng phần bốn người này của KT sẽ làm được gì? Amin đã bị cấu máu khá nhiều, đèn đã được tắt để tạo thế cho Kim vào. Kim đang tìm kiếm mục tiêu của mình, họ chọn Gubayoshi. Gubayoshi lướt đi phân chia đường hạ để tạo góc, Gubayoshi bắn thanh trừng thẳng vào Lehen, và Lehen không chạy được, cú đấm của ta đã bị chặn. Faker dứt điểm được Lehen phía trong này. Keria và Zed đang phá tan tuyến sau của KT. Double kill dành cho Faker. Amin nhảy về trong trụ, khả năng giữ mạng của Amin rất tốt, nhưng thắng lợi trong ván đấu thứ ba này đang chờ đón bên phía của T1. Guma lướt tới bắn gục Amin, xạ thủ của KT đã nằm xuống. T1 vươn lên dẫn trước 2-1 sau 3 ván. T1 có được chiến thắng ở ván đấu bản lề, và mặc dù có được một giai đoạn landing mà KT roster là những người có một chút ưu thế, nhưng băng macro và băng giao tranh tổng thì T1 vẫn làm là những người làm tốt hơn. Họ có được chiến thắng ở ván thi đấu thứ 3. Tôi nghĩ lại 100 POG dành cho rớt rồi. Anh ta cứ cân đôi và anh ta cứ khiến cho hai thành viên tuyến sau của KT roster không được phép vào giao tranh sau những pha tắt đèn của Kurt và những tình huống vòng sau của Kim. Và Samira sẽ được hỗ trợ rất là nhiều, tại vì chắc chắn là sẽ có những người vào trước. Khi mà bạn đội hình của bạn đã có Viego, Alistar, Nico và Atrox thì chỉ cần Gumayoshi kiên nhẫn, anh ta sẽ có cái khoảng trống để có thể dứt điểm pha giao tranh, dọn dẹp nó bằng hỏa ngục liên xạ, bởi vì T1 có quá nhiều công cụ để vào trước. Rõ ràng là như vậy rồi, và chắc chắn là Gumayoshi anh ta sẽ có được rất là nhiều tiền đề. Anh ta sẽ không thể là người vào trước được, anh ta sẽ đợi cho Alistar vào trước, đợi cho Nico vào trước với combo được vận hành đến từ Faker và Keria, rồi sau đó mới kích hỏa ngục liên xạ với những cái tình huống dứt điểm thôi. Một cái chất đội hình có một cái khả năng landing tương đối mạnh đến từ bên phía của KT roster, với Rayton đứng trên, với Tristana và Varus ở khu vực đường dưới. Và để xem là cái cách vận hành đội hình đến từ KT với cái đội hình win land win game này sẽ là như thế nào với đội hình hai xạ thủ. Còn T1 thì chắc chắn rồi, họ sẽ đợi cho mình những cái ngưỡng sức mạnh, đặc biệt là cấp độ 6 khi họ có nổ hoa, họ có Alistar với bất khuất để càn vào, và thậm chí là Viego với tuyệt mệnh nữa. Honor cũng sẽ là một nguồn carry khác bên cạnh sát thương đến từ YOC ở trong những tình huống dứt điểm nhỉ. Ván thi đấu thứ tư đã chính thức bắt đầu và tỷ số đang là 2-1. T1 cần một thắng lợi nữa để có thể dứt điểm cặp BO5. Còn cơ hội của KT chỉ có thể có nếu như họ đẩy được ván đấu thứ 5 xuất hiện bằng việc thắng lợi ở ván đấu này. Tại chiến viễn thông với ván đấu thứ tư, KT ở bên phía của đội 1 và T1 ở bên phía của đội 2, và rất là mong các bạn để lại thêm nhiều lượt like và subscribe cho các nền tảng của chúng tôi được phát đang phát sóng trên online TV. Từ từ đã có tình huống rồi. Hai ván đấu cứ đang chuẩn bị gọi là PR quảng cáo thì bỗng nhiên có một tình huống tấn công của cấp độ 1, và vừa rồi thì Faker mất nửa cây rồi. Dây thép gai được hình thành đến từ Kim ở là MB về nhà để anh ta gần hơn với một cái chú ý. Các vị trí đi đường của KT roster đang làm rất là tốt, nhưng Kim. T1 thì đang muốn khởi động dầu nha. Kim ở cánh trên lấy gần nửa cây máu của rớt rồi. Đó là cái giá trị của việc hơn đồ cho anh Kim, cực kỳ tự tin. T1 tổ chức một pha ăn rồng và Kurt đang suy nghĩ về chuyện lao xuống và cướp. Anh ta vẫn còn tốc biến, tính toán sát thương, lao xuống, bị đẩy ra, rất đơn giản. Kira đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này, không ai cạnh tranh với Honor cả. Quan không có thông tin, nhưng mà bởi vì tình huống thi đấu tập trung giúp cho họ vẫn kiểm soát được con dấu đầu tiên. Và đây sẽ là pha di chuyển lên cánh trên, giáp trụ đã có dành cho Kim, rớt cần phải giải quyết nhanh lính. Nếu như không anh ta sẽ bị đài trụ, vẫn bị đài trụ, bật thần cá sấu đến từ Kim để tanh trụ và rớt không còn tài nguyên nữa cả. Anh ta còn tốc biến, nhưng pha đó kể cả có tốc biến đi chăng nữa thì vẫn sẽ là cú rộng chảy tên lửa lao theo đến từ BD mà thôi. Vẫn là chiến công đầu, vẫn là một chút ưu thế dành cho KT roster ở cánh trên, và Kim lại tiếp tục gây sức ép với khả năng cấu rỉa bóng vào Zeus. Còn ở cánh dưới này làm tình huống gánh thành công đến từ Kurt, mạng được nhường dành cho mình. Lượng CC và sát thương rất lớn của KT khiến cho Kera mặc dù có tốc biến nhưng anh ta không kịp tỉnh để sử dụng cái tốc biến đó, trong trạng thái là bị giữ chân và bị làm choáng liên tục bởi bộ ba của KT và một con Varus ở thời điểm vừa rồi thì nó dư sát thương để có thể dứt điểm. Như vậy là tỷ số được nâng lên thành 2-0 dành cho KT, và đây là một thế lính xấu. Do đó thì Gumayoshi vừa không có hỗ trợ, vừa thế lính xấu, vừa tay ngắn hơn. Anh ta chỉ có thể đứng từ xa và nhìn mà thôi. Kera quyết định tổ chức một pha di chuyển lên cánh trên. Ui Kim, và Kim thực sự đang rất tập trung. 2-1, Guma chắc chắn phải lui về. Trong khi đó thì Kim vẫn đang đi bộ về. Kera vào đủ tầm, và chỉ anh ta tốc biến đã vào đủ tầm. Và vẫn còn một cú tốc biến, sau đó là Kurt có mặt nhưng đã quá trễ. BD cân nhắc anh ta không muốn lao vào, lấy được cái xác đó và sau đó lao lên là bên phía Connor, nhưng không đủ sát thương dứt điểm. Faker đã không chặn được đối phương.
sẽ là không có tốc biến đến từ Kurt và cả Kin nữa cho cái tình huống giao tranh dầu tiếp theo. Kin thì chắc là vẫn sẽ ở khu đứng trên thôi. Trong khi đó thì Kurt với việc không còn tốc biến nữa thì liệu đây có phải là pha tranh cướp dầu nguyên tố đến từ thành viên bên phía của Katie Roster? Họ vẫn đang muốn có mặt ở khu vực này. Lehen chính xác hơn là Kurt bật kích tốc lên để giúp cho Lehen kiểm soát lại lượng tầm nhìn. Kera đứng dình sát chuẩn bị làm pha tấn công đến từ T1 chẳng. Họ đánh, họ đang sẵn sàng đánh bởi vì họ đang có khá nhiều tài nguyên. Kira sẽ nhận nhiệm vụ là tìm cách đẩy Kurt ra khỏi khu vực hang rồng, tránh một pha cạnh tranh trừng phạt. Hoa sầu sáng được kích hoạt. Kurt bị đánh ở phía bên ngoài này, anh ta đang gặp nguy hiểm. Mọi thứ đang dồn vào nổ hoa được kích hoạt. Kurt bị giữ chân lại và Kurt đang tìm cách để thoát đi nhưng có sát thương đến từ Amin. Hỏa ngục liên xạ không đủ sức để giúp cho Guma có thể sống được. KT có được hai mạng, hồi nhảy lại. BDD tràn tới tìm kiếm Zed, người đang bị dính thiêu đốt. Đã hết thiêu đốt, Zed chạy được nhưng phía bên này Faker cũng gặp rất nhiều nguy hiểm. Cái bóng của anh ta bị đánh và anh ta bị dính những mũi tên của Amin. Pha giao tranh thắng lợi hoàn toàn cho KT. 3 điểm hạ gục dành cho bên phía của KT Roster. Pha vừa rồi Honor quá thấp máu và anh ta chỉ có thể giữ lại dòng dành cho T1 mà thôi. Và chỉ số lính bắt đầu có những cái sử dụng ngắn đến từ vị trí của Zed rồi. Thì cuộc lốc kiếm tốt đến từ Guma nhưng anh ta còn tốc biến. Tốc biến rất nhanh đến từ Guma để thoát khỏi combo của Rell trong tay Kurt. Một pha tốc biến đuổi tốc biến nhưng ít nhất là Guma giữ được mạng của mình. Giữ được mạng nhưng mà cái khoảng cách về mặt trang bị mà anh ta phải chịu trước Amin sẽ là rất nhiều. Chưa kể là sẽ có thêm một trụ nữa cho KT. Khi mà con Tristana này cầm cái dao điện mà nó xanh đến như thế này thì chẳng có cách nào T1 có thể phòng ngự được cả. T1 có được một trụ ở cánh trên nhưng đổi lại thì chắc chắn KT lời hơn rất là nhiều. Và chúng ta đang thấy cái khoảng cách giữa hai đội 5.000 đó ở phút thứ 15 này là một con số rất lớn. Đồng ý. Vẫn đang là một cái ưu thế rất là lớn. Có trọng đội hình của KT Roster là đội hình hai xạ thủ. Tristana của BD đang farm quá tốt nhờ. Anh ta còn đang xanh như thế này nữa thì chắc chắn là cái lượng trang bị của anh ta sẽ nhỉnh hơn Faker tương đối. Và Guma Yoshi tiếp tục là mục tiêu của anh ta. Không còn tốc biến, không còn thanh tẩy. Tốc biến luôn đến từ BD dùng dẫn đại bác đẩy lùi. Và solo kill dành cho đường giữa bên phía của KT Roster. Sau đó thì móc Monel được kích hoạt nhưng chỉ là vào cái phần hình của Faker mà thôi. Kyria đang có pha vòng sau và Amin có hai phép bổ trợ. Đang liên tục là những tình huống check thông tin. BDD cũng tương tự là như vậy. Nhưng pha tấn công thẳng vào mặt của Honor. Honor dùng tiện mạnh quá thương thì BDD đứng trước. Và BDD đứng sẵn ở trong cái tình huống đó. Mạng hạ gục tiếp theo dành cho đường giữa bên phía KT Roster. Lại là móc Monel, lại là bắt choáng. Và Kim có được điểm hạ gục. KT hoàn toàn thắng lợi trong tình huống sứ giả này. Họ sẽ có được con sứ giả để tiếp tục snowball. Đề nghị bộ phận kỹ thuật là chuẩn bị sẵn bài nhạc Silver Strip để chúng ta bật sau khi ván đấu này kết thúc. Tại vì cái ván này tôi thấy là no hấp, hết cú, đem chôn. Hết chiêu. BD vừa đứng đợi một tí thấy đối phương đã sử dụng hết chiêu rồi. Hào lên thôi. Lụm thôi. None of them coming up with anything. No, not really finding the same page. I love that seeing it from BDD's perspective and he just sees like, oh, he used Blade Well on the wave. I guess he's dead. And then dives in and as it turns out, he was dead. T1 are on the Drake. KT have sent Shirley to get the work done in the mid lane. See whether Cuz can actually steal this one away as Keen dives into that back line. There's a Pop Blossom, but it's only on to one. The Drake loses interest, but KT are doing so much damage. No, it's Gumayushi trying to turn it on its head as Aiming wants to try and get away from this gigantic Aatrox who says absolutely not. Flashes on top of him, and T1 have found the team fight. The flash out from Carrier. BDD trying to escape. Drake is taken by KT, but now T1 are closing in. They've lost no one just yet. And I think we may have called this one a little early as Keen dives in. Ona takes so much damage and is able to get the last stab on the crocodile. BDD dives in, but it's another S rank picked up. And BDD is out of there. It's like, I guess this team's immortal. Yeah, they just end up donating a teleport here. BDD was so close to getting the first reset and getting like a quadra kill here at 18 minutes, but it's not to be. Đội hình T1 bắt đầu di chuyển thẳng vào khu vực hang rồng với Zed nhận nhiệm vụ đứng chắn phía của Kin. Trong khu vực hang rồng hiện tại, KT đang không có tầm nhìn, họ đang phải đi bộ vào để lấy tầm nhìn. Kin ở phía trên nhìn xuống khu vực phía dưới. Rồng còn khoảng chừng 6.000 máu, Kurs ở ngay phía ngoài. Đã có cú móc mỏ nèo của Lehen nhưng Kera là người bị móc, anh ta đã bật bất khuất lao lên, đẩy thẳng đội hình của KT ra. Và Faker đang lựa vị trí để có thể lao vào. Anh ta lao vào cực kỳ đẹp, bắt BDD. Sự hỗn loạn đã được gây ra và KT gục ngã rất nhiều. Nhưng vẫn có câu trả lời cực kỳ đanh thép. Ôi Kin, triple kill. Mất BDD, KT vẫn có một con cá sấu. Và nó đã hủy diệt toàn bộ đội hình của T1. Giờ đây thì Honor với lại Zed đang kiếm đường để có thể về. Nhưng đường về, tôi nghĩ là nói ngắn không ngắn, nói dài không dài bởi vì đi bằng đường hàng không. Zed là người thứ tư nằm xuống. Lehen đang dí theo Honor trong pha này. Móc Monel đã bị né và Honor là người duy nhất sống sót. Anh Lu vừa nói với việc là Kin cần phải
gọi là có được sức ép giao tranh nhiều hơn so với lại con Aatrox của Zerg thì anh ta ngay lập tức có một cú triple kill. Một phát bật thần cá sấu quẩy nguyên đội hình của T1. Và trong cái sự hỗn loạn đó thì T1 họ làm mọi thứ và cuối cùng thì họ đã shut down thành công được con Tristana của BDD. Nhưng cái tài nguyên mà họ đầu tư là quá nhiều. Dragon trong tay của Kin quá nhiều sát thương trong pha này. Cú đẩy hất tung 3-4 người đến từ Lehen và tạo ra một cái góc quẩy không thể tuyệt vời hơn với thần cá sấu của Kin. Và đây chúng ta cùng xem lại preview tới từ con cá sấu thần này trong tay đường trên của KT Roster. Anh ta có được sự hỗ trợ rất là tốt đến từ Lehen và Ghost trong pha vừa rồi với những cái pha sử dụng chiêu cuối trúng nhiều người. Kera đã bị bắt lại. Và sau đó thì hỗ trợ của T1 đã nằm lần thứ tư trong ván đấu. Đây là cơ hội cho KT tiến vào khu vực hang Baron. Vẫn còn có một cơ hội cho T1 nếu như Honor có thể làm được một điều gì đó. Nhưng chắc chắn là KT không để cho Honor dễ dàng tiếp cận đến như vậy. Tầm nhìn trong Baron hiện tại rất hạn chế. Gumayushi đang đi vào phía cái bụi đó. Và anh ta tiến được vào đó. Kin đã quyết định đánh lên phía trên này. KT ngưng Baron, đánh lên phía trên. Họ đang tìm kiếm Honor. Honor đang chạy. Anh ta không có tốc biến, cũng đã phải sử dụng chiêu cuối để chạy rồi. KT ngay lập tức quay trở lại với hang Baron. Như vậy là T1 chỉ mất một mình Keria ở tình huống bắt lẻ trước đó thôi. Và KT vẫn còn tài nguyên để họ vào Baron. Không có thần cá sấu, không có sức hút kinh hoàng, không có chiêu cuối đến từ mình, nhưng vẫn có thủy lưới tầm nhiệt và đại bác đẩy lùi để sẵn sàng cho một tình huống giao tranh. Keria sẽ di chuyển ra sau và T1 đang gặp khó trong pha này. Honor đang cố gắng tiếp cận hai Baron, anh ta không có tốc biến. Faker lại vào để mở đường nhưng không kịp nữa rồi. Baron dành cho KT. Ghost là người rao ra rất đẹp. Thần cá sấu lại có khoảng trống để quậy và lần này có thêm sự hỗ trợ đến từ con Tristana nữa. Reset đã được hồi nhưng Guma cũng bắn tốt. Mini thập máu tạm thời lui ra. Phía bên ngoài này thì Zed đang bị quay và anh ta đã gục ngã. Amin vẫn giữ vị trí tốt. Đội hình của T1 đang tiếp tục tìm kiếm Amin nhưng BD quay trở lại với pha giao tranh và ta bắn hết tất cả mọi thứ. Hai xạ thủ của KT bắn được hết và Keria gục ngã với pha quét sạch dành cho KT. Ở khu vực cánh dưới này thì nỗ lực đẩy của Zed anh ta phải ngưng lại thôi. Không thể nào đẩy được nữa, nếu không KT sẽ end game luôn. À không, Zed ngưng pha bấm B rồi, đẩy tiếp. Kích được tiền thưởng mục tiêu. Tôi nghĩ là sẽ cần phải có một gì bấm B về nhà. Honor đang bị tấn công. Kurt có combo nhưng anh ta không có tốc biến để vào sâu nhất có thể tạo ra một cái góc giao tranh tốt dành cho bên phía của KT roster. KT thì họ không có gì phải vội cả, họ đã cầm 10.000 tiền. Và họ đang đẩy vào pha biến thành lính đến từ Faker. Liệu có pha nổ hoa trúng 5 người hay không? Không. Ôi, có bị làm choáng. Faker đang phải chạy với dính sức hút kinh hoàng. Đội hình của T1 cố gắng tràn lên. Những pha bộ của Zed chưa phát huy tác dụng bởi vì đội hình của JKT có một con cá sấu khá khỏe làm tướng tiên phong để có thể tiến vào. Kin vẫn đang tấn công vào cái nhà lính ở khu vực đường giữa phía bên này. Zed có ý định tạt cánh nhưng đội hình của JKT nhận ra điều đó. Họ đi chung với nhau về. Họ rất là an toàn mặc dù chưa giải quyết xong cái nhà lính. Nhưng họ biết rằng mình đang cầm nhiều tiền. Họ lui về để xài nó. Họ đánh thẳng vào cái cánh bọc hậu của Zerg luôn. Và Zerg có thể gặp nguy hiểm dậm nhảy tên lửa sẵn sàng đến từ BDD. Và nếu như dính một cái hiệu ứng nào đó đến từ Zerg là anh ta chắc chắn sẽ phải lấy bảng điểm số. Có giáp thiên thần đến từ đường trên của T1. Hắc kim thuật qua thường trước xuyên tập kích không đủ tầm. Zerg đang muốn đang né nhưng làm sao né được. W của Rayton bị giữ chân lại rồi. Và tạm biệt Zerg sẽ là điểm hạ gục. Hai mạng của Zerg nằm xuống ở trong tình huống đường trên này. Anh ta mất giáp thiên thần đứng trước mặt 5 người của KT roster. Và điểm hạ gục thứ 19 dành cho KT. Chạy làm sao được với hai con rồng gió trên người của KT. Và dịch chuyển khá là tự tin. Sau đó thì BD bị giữ chân lại. Anh ta vẫn nỗ lực bắn vào cái trụ bảo vệ nhà chính của T1 thêm vài phát. Nhưng sẽ phải đợi đồng đội di chuyển. Kin đã mua thêm cái giáp thiên thần và chuẩn bị hội quân. T1 đang bị đẩy sâu về phía phần sân của mình. Samira của Guma thì đang cố gắng đẩy đợt lính cao ở cánh trên. Cho nên con rồng này là miễn phí. Dù nói là không quan trọng nhưng mà KT cứ giải quyết nó đã. Để dù gì thì họ cũng cần tiến một nhịp nữa. Lỡ có biến gì xảy ra thì còn có cái cơ hội để tiến tới những con rồng sau. Tôi nghĩ là chắc là không biến nổi đâu. 10.000 tiền. 10.000 tiền ở thời điểm hiện tại với khoảng cách quá lớn mà KT roster tạo ra so với lại các thành viên bên phía T1. Và đây sẽ là một cửa mega nữa ở cánh dưới dành cho KT roster. Và họ đang còn một cái nhà lính trơ trọi chưa ăn ở đường giữa của T1 nữa cơ. Tiếp tục là hack kỹ thuật không qua tường nhưng mà cũng không quan trọng nữa. Mặc dù là có những cái pha hack kỹ thuật không qua tường đến từ Kurt nhưng mà nhìn chung là trong những pha giao tranh thì anh ta vẫn làm rất là tốt với cái combo của mình. Lehen có thể bị bắt lẻ trong pha này, bật dạng có cánh đến từ vị trí của Zerg nhưng ngay lập tức Kurt bảo kê dành cho Lehen và đấy có thể sẽ là pha phản công đến từ bên phía KT roster. BDD đang bắn thoải mái, cá sấu đang bơi đến từ Kin nổ hoa, nó trúng hai người đến từ vị trí của Faker nhưng dậm nhảy tên lửa. BDD có một bạc hoa cũng lên sát kích hoạt cú bạc xì hồi khá nhiều máu nhanh tăng ngay lập tức bị hạ sát. Triple kill dành cho vị trí của BDD và đây sẽ là pha quét sạch với điểm hạ gục cuối cùng dành cho Aiming để dứt điểm game đấu thứ tư với chiến thắng dành cho KT. Chúng ta sẽ có Silver Scrap với ván đấu thứ năm giữa KT và T1.
Đại chiến viễn thông ngày hôm nay của LCK mùa hè 2023 không làm ai phải thất vọng cả. Lần trước khi hai đội này gặp nhau ở trận đấu đầu tiên ở playoff của mùa xuân cũng phải có ván năm, và lần này cũng vậy. Chúng ta sẽ có ván năm để phân định thắng bại và người đầu tiên bước vào chung kết nhánh thắng của LCK mùa hè năm 2023 giai đoạn playoff giữa T1 và KT. Và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay khi ván đấu đó được sẵn sàng bắt đầu. Ui, Draven dành cho mình ở ván thi đấu này, anh ta muốn dùng lốc xoáy tử vong để có thể hỗ trợ tầm xa với những cái pha băng vào đến từ Tristana và một con Rayton của Kim. KT all in ván này, tất cả các đường của họ đều có cơ sở để đẩy và thắng. Kèo đường dưới, kèo Draven sẽ rất là khó đối với Kai'Sa. Ở đường giữa thì chúng ta đã thấy rất nhiều lần rồi, khả năng đẩy của Tristana vượt trội hơn. Rồi ở khu vực đường trên, mặc dù chắc cũng khá là mạnh, nhưng Rayton lại có cái bộ kỹ năng giúp cho bạn có thể kiểm soát những đợt lính. Khi nào bạn cần đẩy, bạn dọn nhanh, bạn có thể đẩy được. Thì nó là một cái tiền đề cho KT có một cái thế đẩy ở cả ba đường. Những cặp đấu của chúng ta ở vòng 2 playoff LCK mùa này giống y hệt như ở trong mùa giải trước. Ở trong mùa giải trước thì cũng tới ván 5 giữa KT và T1, và đội giành được thắng lợi cuối cùng là T1 ở trong cuộc gặp gỡ đó. Giờ đây cả hai đội lại lâm vào một kịch bản tương tự, và câu hỏi được đặt ra là liệu đội nào sẽ có thắng lợi cuối cùng ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến ngay với ván đấu quyết định, ván đấu thứ 5 trong cuộc đại chiến viễn thông giữa T1 và KT Roster, khi T1 ở bên phía của đội 1 và KT Roster ở bên phía của đội 2. Ván đấu sẽ có một cái tên bước tiếp. Còn Kurt thì sẽ gặp một chút xíu áp lực, nhưng mà rất là người bị mất máu nha. Sau đó BD bắt đầu di chuyển, và đường trên của T1 đang bị kẹt trong rừng của đối phương. Honor vào để hỗ trợ làm choáng hai người. Sau đó chiến công đầu vẫn chưa có bởi vì đã có pha top biên của Kurt. Còn phía bên này thì Z vẫn có đồng đội hỗ trợ. Honor ép luôn BD phải top biên, vẫn chưa thấy Faker xuất hiện. Bây giờ Faker mới tới, nhưng Kin đã gây đủ sát thương. Và Kin có hai bùa, Kin có top biên. Kin đang suy nghĩ về việc tấn công tiếp vào Z. Người ta đang đợi bộ kỹ năng của mình hồi lại, vẫn tiếp tục di chuyển về phía của Z. Và đường trên OKT chưa muốn dừng lại, vẫn áp lực dí theo tới tận nơi. Kịch bản rất giống như trong ván đấu thứ nhất và ván đấu thứ tư nha, khi lại tiếp tục là một pha proxy nữa đến từ Zerg đằng sau lưng chủ. Và tình huống đó thì Faker tôi nghĩ là người lỗ. Thứ duy nhất mà anh ta làm được là lấy máu của đối phương mà thôi. Nhưng với cái bước chân thần tốc thì BDD ổn. Còn rồng nguyên tố đầu tiên của ván đấu đã thuộc về KT. Thì Honor đang có ý định có câu trả lời ở khu vực cánh trên, lòn qua sau lưng của Kin để tổ chức một pha 2-1. Mà trước hết thì người ta phải ăn bãi người đá trước đã. Ăn người đá, cướp người đá, và sau đó là một tình huống mà có thể là lòn sau. Với việc là KT đã kiểm soát được con rồng nguyên tố đầu tiên. Kin thì đứng lấy thông tin ở khu vực sứ giả, tại vì anh ta có rất nhiều khoảng trống để được đứng vào trụ và đầu di chuyển. Sau khi đội hình của T1 đã lộ rừng cánh trên thì Kurs đang có ý định tấn công cánh dưới. Rất dễ hiểu, cánh dưới này KT hơn người. Đường giữa sơ hở là BD đi nhảy. Anh ta muốn có pha solo kill và anh ta có được pha solo kill. Faker không vào tầm để dùng phân chia thiên hạ được, và anh ta cũng đã mất can lưu động ở trong tình huống trước đó, hình như là như vậy. Và Faker nằm xuống với pha solo kill dành cho BDD. Vẫn là một con Tristana rất áp đảo đến từ BDD ở xuyên suốt ván đấu đầu tiên, ván đấu thứ tư và ván đấu thứ năm cũng tương tự là như vậy. Lại chuẩn bị có một con quái vật khu vực đường giữa xuất hiện cho bên phía của KT, khi mà Tristana đã có điểm hạ gục và tốc độ tăng tiến sức mạnh sẽ cao. T1 quyết định dồn người lên cánh trên. 3-1, thần ca sấu được kích hoạt, nhưng cực kỳ khó cho Kim. Tốt nhất là ta chỉ thể kéo theo một người, nhưng cũng không làm được điều đó. Có một cái lốc xoáy tử vong lao lên từ Amin, nhưng mà nó cũng chẳng đem lại một giá trị nào cả. Mặc dù là đang thua về điểm hạ gục, nhưng mà cái tổng tiền bên anh sẽ không thua lắm, tại vì con sứ giả và lớp giáp trụ đường trên đang rất là lợi dành cho họ. BD hãy xem cách mà anh ta tính toán sát thương. Anh ta giữ vị trí để chắc chắn rằng mình không bị đẩy ra bởi phân chia thiên hạ. Cái cơ vừa rồi không dùng các lưu động luôn. Còn cánh trên này thì là một pha mà hiệu ứng nhiều quá, kể cả khi có tốc biến thì anh ta vẫn nằm. Nhưng rớt hàm lính ở lại gặp nguy hiểm, hiệu ứng rất lớn đến từ bộ đôi bên phía của KT Roster, và anh ta không có đường để thoát. Mạng trả ngược trở lại dành cho Kin để hạn chế khoảng cách mà mình đang phải chịu. Món trang bị lớn đầu tiên của rớt đã có rồi, và đặc biệt là Kin phải đầu tư tiền để lên giày 2 nữa. Hai đội đang bỏ cánh dưới rất là nhiều nha, nhưng góc này là tình huống mà rớt cái thân lính có set to và anh ta muốn reset way trước khi bách về, và có vẻ như anh ta thiếu một chút vàng để hướng lên cho mình cái bố rìu. Việc farm cao, không có thông tin mà không có tầm nhìn cũng như là cả tài nguyên nữa, và rớt nằm xuống lần
đầu tiên ở ván thi đấu này sau khi anh ta có được điểm hạ gục nhờ pha băng trụ ba người của T1 ở cánh trên. T1 lộ rõ ý định đó khi họ không cạnh tranh ở cánh dưới mà họ đẩy Honor lên phía trên. Jin cảm nhận được điều đó, không phải dễ dàng mà T1 lại bỏ rồng đến như vậy. Cho nên anh ta chấp nhận, anh ta bắt buộc phải chấp nhận cái pha bỏ trụ này. Tại vì ở lại trong trụ thì anh ta sẽ nằm xuống. Lượng trang bị của anh ta hiện tại hạn chế, dây thép khai không giúp cho anh ta giảm lượng CC rất lớn đến từ Zed và Honor. Có phải là may mắn cho T1 không khi mà cái linh hồn rồng này là linh hồn rồng gió? Mặc dù có hai dòng nguyên tố đầu tiên đến từ bên phía của KT Roster, nhưng hơi xui cho họ khi mà bản đồ đây sẽ là bản đồ tiếp tục là linh hồn rồng gió. Và T1 có thể suy nghĩ đến việc buông bỏ hết tất cả mọi con rồng để họ hướng lên cánh trên với việc nuôi con rắc nhá. Nhưng người đang gặp thua thiệt là Humayushi. Anh ta mất khá nhất là nhiều lính trong những tình huống bắt buộc phải bỏ lính thôi. Bắt buộc phải bỏ lính, bỏ giáp trụ. Và Zerg thì đang cố gắng triệt tiêu lính ở cánh trên với trụ bộ toàn bản đồ. À, mình cũng phải cẩn thận tại vì con rắc này, rắc mà xanh thì thực ra xạ thủ cũng hơi khó chơi. Đồng ý. Bạn sẽ phải đánh vào những cái pha phản công của đối phương rất là nhiều. À, đội hình của KT còn là đội hình hai xạ thủ và toàn là xạ thủ đòn đánh. Ui, Bola băng đứng trên mắt bấm bê về nhà, không trên tầm nhìn đối phương và Kim có thể gặp nguy hiểm. Xuyên tập kích vừa rồi không trúng đến từ Keria. Hạ kịp thuật lấy luôn trường tốc biến của Kim, vẫn lao theo đến từ vị trí của Zerg. Và đó là điểm mà gục dành cho đứng trên của T1, nhưng phải tốn thêm một cú tốc biến nữa Zerg mới có được mình cho mình mạng. Và còn ở cánh dưới này, thoải mái từ anh mình thôi, anh ta cũng sẽ có được một chủ gỡ gạc dành cho KT Roster. Hơi cồng kềnh một tí, Keria đã có ý định hắc não đối phương bằng pha đẩy xuyên tâm kích ra phía sau để có thể đoán pha tốc biến của đối phương. Mà cuối cùng thì hụt hết chiêu và phải thêm một nhịp nữa để họ có thể dứt điểm. Và T1 cũng biết điều đó, họ cũng đang muốn cạnh tranh. Keria là người đi đầu, Honor đang sẵn sàng nhưng mà anh ta không có bola băng. Đây sẽ là một điều mà bên phía của T1 phải đặc biệt chú ý khi mà họ thiếu đi một công cụ rất quan trọng để mở giao tranh. BD di chuyển lên cánh trên để có thể lấy thông tin, bởi vì anh ta biết rằng Zed đang ở phía đó, cần thì phải dùng để bắt đẩy lùi, để đẩy Zed ra. Quyền lực thiên nhiên được đẩy vào Honor lui nhẹ ra một tí và anh ta cướp được con sứ giả. Sau đó BD nhảy rất nguy hiểm, anh ta không còn nhảy nên anh ta có đại bác đẩy lùi. Tuy nhiên điểm hạ gục đã có cho Gumayushi. BD vẫn đang có khoảng trống, bắn vào Zed, điểm hạ gục đã có. Hồi nhảy lại, nhảy tới bắn tiếp và T1 đang phải bỏ chạy. Guma đã dùng bản năng sát thủ để có thể rút lui về. Honor đỡ, Honor đã thi đấu tốt ở trong tình huống cạnh tranh đó, ta giữ đúng một cái vị trí an toàn để vẫn kịp trừng phạt và đứng ngay đúng con chỗ mắt sứ giả nó hiện ra để có thể nhanh chóng xử lý. BD thì pha xử lý đầu tiên của anh ta cảm giác hơi nguy hiểm một tí khi ta đã dậm nhảy trước mặt con sát, nhưng bởi vì còn rờ cho nên cũng giải quyết được. Đây chúng ta cũng nhìn cái tầm đến từ cái bản năng sát thủ của Ubayushi. Đúng nào là anh ta lao được phía bên trên nhở? Thì như là anh ta ấn vào người của vẫn có một chút cái khoảng cách và ui pha đó mà lứt nhầm một cái là đi rồi đó. Đó chính xác. Thì nhìn cái pha bản năng sát thủ nó có một cái tầm rất là ảo nhá. Và tôi nghĩ rằng với cái linh hồn rồng gió này thì T1 có ý định buộc bỏ hay không để họ có một pha macro trao đổi với đối phương. Họ muốn thả sứ giả ở đường giữa, rất muốn thả sứ giả ở đường giữa, nhưng KT đánh rất chắc. Họ đẩy đường giữa, sau đó họ mới di chuyển ra rồng. Bây giờ Honor mà đi ra thả thì nó cũng sẽ không có nhiều áp lực lắm, tại vì cái trụ đó còn rất là nhiều máu. Ở cánh dưới Zed đang tìm cách để giải quyết nốt đợt lính rồi tạo thành thế gọng kìm. Sứ giả được thả rồi, kệ, cho sứ giả tự hút, sau đó thì đánh tới. Zed đang nhìn về phía của Amin. Phía bên này thì đội hình OKT đang cố gắng che cho Amin. Amin đang giữ vị trí khá là tốt, thằng cơ sấu được bật để che. Zed nhảy vào làm choảng, Amin có thanh tẩy quay ngược lại trả rìu, nhưng ta vẫn chưa dứt điểm được ai cả. T1 đang phải rút lui, họ bắt buộc không được phép để cho Amin có được bàn hạ gục. Và vừa rồi chỉ có một màn hạ gục và thôi, T1 là đội có được nó. Nhưng rồng vẫn còn đây, Azir lao vào đẩy, đã bắt được Amin. Amin vẫn còn tốc biến, xạ thủ của KT đánh quá chắc chắn và ta đang tìm kiếm màn hạ gục của mình. Anh ta đang nhảy, ôi anh ta không kích được đối tài. Gumayushi đã bắt được Amin và con Raven không kích được đối tài. KT tan vỡ, đang phải chạy về, Curse không còn tốc biến, Honor bắt được anh ta. Kích E lên làm choạng, rất bắt được và sẽ có mạng dành cho đường trên của T1. Họ thắng lợi hoàn toàn pha giao tranh rồi. Họ có được cho mình tổng cộng là mấy mạng đây? 3 mạng hạ gục, kể cả mạng, tính cả mạng của Kin ở tình huống trước đó nữa. 2 đổi 3 và quan trọng rằng cái 103 stack nội tại đến từ ấy mình không được giải phóng trong pha vừa rồi. Anh ta chết mất sạch, mất hết nội tại rồi. Với cái đội hình 131 và 14 này của T1 thì với việc là họ stack được những con rồng gió thì cái khả năng macro của họ sẽ rất là nguy hiểm với KT Roster. Và tôi nghĩ là KT sẽ không muốn buông bỏ con dòng này đâu. Và họ cũng đang rất là gần với lại cái ngưỡng dòng 3, cái ngưỡng dòng bản lẻ để hướng lên cho nó mình không ra được rồi. Linh hồn dòng gió pha check thôi. Và trừng phạt thành công đến từ Honor để giữ lại dòng 2 dành cho T1 với con dòng nguyên tố thứ 4. Trường hợp tốt nhất chắc là lấy được cái tốc biến của Lehen thì nó không lời. Honor vẫn muốn giữ cái bola băng lại. Như đã nói thì cái linh hồn dòng gió nó không phải là điều kiện thắng của T1, cho nên KT dễ dàng buông bỏ được.
nhưng nó sẽ là một cái bước thăng tiến sức mạnh, ít nhất đấy, là về khoản macro và đặc biệt là đúng dòng gà tuổi sẽ xuất hiện sớm hơn để hướng tới những cái pha giao tranh. Hiện tại thì Kupayoc đã 3 món trang bị và Faker cũng đã chuẩn bị hoàn thành xong cho mình cái trượng hư vô ở trang bị thứ 3 với con Azir của anh ta. Và nãy giờ chúng ta thấy được cái sức sát thương đến từ Azir của Faker là tương đối chất lượng, với những pha xỉa lính cát vào người của Kurt lấy đi khá là nhiều máu đến từ người đi rừng của đối phương. Đó là một cái tiền đề để T1 có được con dòng nguyên tố thứ 5 của bản đấu. Giờ đang đẩy lẻ rất là khó chịu nhỉ. KT vẫn chưa giải quyết được cái bài toán đẩy lẻ này. Nãy giờ Kim vẫn phải đứng ôm trụ để có thể phòng ngự những cái thần lính. Và không chóng thì chảy, tôi nghĩ rằng là rớt anh ta cũng sẽ chạm vào cái trụ 3 của KT roster mà thôi. Và KT vẫn chưa ép được Baron để lấy đi cái dịch chuyển của rớt nha. Ai mất kiên nhẫn trước, KT mở vào Honor. Honor có tốc biến hay chưa, ta bị dính quá trời là CC. Honor kịp tỉnh và Honor chạy được phía bên này. Thì bên một cú đại bác đẩy lùi khá tốt, đã có điểm hạ gục dành cho T1. Họ có bắt được Curse, họ bắt được BDD. Nhưng A binh thì có một mạng hạ gục để có thể gỡ gạc lại, nhưng ở cánh dưới này không có pha tấn công miễn phí đến từ vị trí của rớt vào thêm trụ 3. Nhưng như vậy là quá đủ để giúp cho T1 kéo giãn đội hình của đối phương. A binh đánh tốc độ nhưng rớt ở bên phía bên kia mà thôi. Anh ta tiếp tục gõ vào lè hẹn, có được điểm hạ gục của rớt. Rớt quay lại chơi luôn. Faker sẽ là pha 2 đánh 2 phân chia tiền hạ. Kim không vào được, Kim chuẩn bị nằm xuống. Kim nhấn đồng hồ câu giờ để lại A binh chờ chọi với hai thành viên bên phía T1, nhưng đó là vũ điệu cá sấu. Chỉ sao là Kim gỡ lại được một mạng, nhưng Faker có được cú double kill để lại tiếp tục là ưu thế dành cho T1. Bù lại Baron cùng một pha quét sạch dành cho T1. T1 thậm chí không cần phải dùng đến tướng, họ chỉ cần giữ lính ở phía bên ngoài là cũng có thể có được trụ. Bolabang đã tung vào nhưng nó không thực sự hiệu quả đủ sức để ép KT phải lui về mà thôi. Nhà lính đường dưới của KT đang bị phá hủy mà họ không có câu trả lời. Jack của Zed đang di chuyển lên cánh trên. Faker chỉ bị làm chậm bởi thái dương hạ sang của Lehan mà thôi. Những con lính có bộ lợi Baron vẫn đang phát huy tối đa tác dụng của mình. KT đang bị đẩy lùi sâu về phía phần sân của mình. Họ chạy hết lên khu vực đường trên để cố gắng phòng ngự đợt đẩy của Zed. Nhưng T1 cũng di chuyển lên. Honor là người đang bị tấn công, nhưng anh ta rất là trâu và phần còn lại của T1 có quá nhiều sát thương. Mặc dù là Honor nằm xuống nhưng Lehan cũng phải trả giá. Kim đang che chắn cho Amin và BD để có thể lui về. Hai cửa Mega dành cho T1 rồi. Và vẫn còn tới 40 giây nữa bộ lợi Baron để T1 có thể kích hoạt nó lên đường trên. 4.200 tiền với Baron Power Play dành cho bên phía của T1 và họ vẫn chưa muốn dừng lại. Họ đang muốn đẩy cao ở hai đường, sau đó hướng tới cửa Mega thứ 3 trong tình huống này. Để xem là con dòng nguyên tố này chắc chắn phải bùng bỏ thôi. Làm sao mà đi ra đường được, nhà như sân bay rồi. KT không thể ra được trong pha này và đây sẽ là linh hồn dòng gió để tiếp tục vận hành với đội hình 1-4 đến từ T1 từ nãy tới giờ. Tôi pha này của tôi là Guma thì tôi bán mấy cái này để tôi được chuyển qua đồ thế mạnh phép thuật. Đứng phía ngoài bắn thôi. 4 stack dòng gió nha, mạnh đó. Thôi bây giờ thì cỡ nào thì bên phía của T1 cũng sẽ dễ dàng kết thúc ván đấu mà thôi. Họ chỉ cần tiến vào. T1 đang cầm rất là nhiều lợi thế với anh Lu đó thì tự nhiên tôi lại bị giật mình. Nhưng mà để xem là anh Lu có giúp cho KT roster có một pha phòng ngự thành công hay không, hay sẽ là thời cú. Kết thúc ván đấu đến từ T1, 3 Mega cùng đẩy vào. Con Raven nhặt dìu liên tục đến từ Aiming và đây sẽ là pha end game tới từ T1. KT không mở được, Kim bị đóng băng lại và Kim mất đi cái giáp thiên thần của mình, quyền lực thiên nhiên thả ra, họ cố gắng lao ra. Amin đứng phía bên ngoài này, phân chia thiên hà khá là đẹp. Amin có được điểm hạ gục đầu tiên nhưng rắc lao vào vào quẩy, có e cho data không sợ. Amin thả diều ngược lại, hết cái đồng hồ này rớt lui ra. Đội hình của KT ngăn được đợt tấn công đầu tiên, đợt lính siêu cấp đang được T1 dắt về và họ lui nhẹ ra một tí để chờ đợi cơ hội tiếp theo. Đúng là anh Lu có khác. Với 4 stack linh hồn dòng stack dòng gió và linh hồn dòng gió, bù lá băng quăng thẳng bắt mục tiêu là ai đây, người bị đẩy về là Leona quá giấy. Cớt nằm xuống đi, đây chắc chắn sẽ là pha end game đến từ T1. Họ không cần tới bùa lợi Baron để kết thúc ván đấu này. Rớt đang dẫn lính siêu cấp ở cánh dưới, KT chỉ còn 3 người mà thôi, hai xạ thủ không thể chống đỡ được. Aiming và BDD bất lực trong việc ngăn cản toàn bộ đội hình của T1 tiến thẳng vào nhà chính. Và đây sẽ là người đầu tiên, cái tên đầu tiên bước vào trận chung kết nhanh thắng của LCK mùa hè năm 2023 giai đoạn playoff. Amin cố gắng bắn trong tuyệt vọng, anh ta lấy được giáp thiên thần của đối phương nhưng nhà chính của KT đã bị phá hủy lần thứ 3 trong cặp BO năm này. Và kết quả rất giống như ở mùa xuân ở ván đấu thứ 5, T1 là đội giành được thắng lợi để lấy chiếc vé đầu tiên vào trận chung kết nhanh thắng của LCK mùa hè 2023.